Con tên gì? Dạ con tên Trang Anh ạ. Rồi Trang Anh nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. Hồi đó giờ con có được đi học không? Dạ có. Con bây giờ con còn đi học không? Dạ con nghỉ 1 năm ạ. Sao nghỉ học vậy con? Dạ tại nhà không có điều kiện ạ. Có xin mẹ đi học lại không? Dạ có nhưng mà mẹ nói không có điều kiện. Ba con đâu rồi? Dạ ba con bỏ là con muốn ông bà giúp cho con được đi học lại ạ. Hoàn cảnh con rất khó khăn, mẹ con thì cứ nuôi đi làm nuôi rồi con ăn học ạ. Con đi bỏ con. Khát vọng bao nhiêu phần trăm? 90 thì không khát vọng 100%. Dạ tại con biết có người giúp con rồi. Chú nói chú giúp con đi học liền thì con thấy sao? Dạ thấy vui ạ. Rồi con muốn cảm ơn chú không? Có. Dạ em nghĩ xin chào cô chú chị. Hiện tại em đang có mặt ở châu thành của tỉnh Trà Vinh và hôm nay em xuống thăm hoàn cảnh của năm mẹ con. Chồng bỏ đi rồi, cuộc sống của năm mẹ con rất là khó khăn và mấy đứa bé thì hiện tại cũng rất là ham học mà bây giờ chị không có đủ điều kiện để mà lo cho bé đi học cô chú chị. Nên là chị có nhờ em xuống xem xét, mong là sẽ được bà con, cô bác xa gần ủng hộ giúp một số tiền nho nhỏ để chị có thể có tiền mua sách vở cho các con đi học. Để biết rõ thêm về hoàn cảnh thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong nhà nghe chị chia sẻ lại hoàn cảnh gia đình. Rất mong tất cả cô chú anh chị em xem cho em xin một like, một chia sẻ, một bình luận, một đăng ký kênh để ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn. Em xin chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Dạ đây là chỗ mà năm mẹ con đang sinh sống cô chú anh chị. Em chào chị nha. Dạ em chào anh. Dạ. Con chào chú. Giỏi. Con chào chú. Chị là mình tên gì chị ha? Dạ em tên Trang. Dạ. Trong nhà mình được mấy người con chị? Dạ em có 4 người con. Dạ. Chị đưa bé nhỏ cho bé nhà ổng đi. Để bé lấy cục mít á. Là chị có 4 người con. Dạ. Giờ bé còn lại là bé lớn nhất hay sao dạ, chị? Dạ bé lớn nhất. Dạ. Bé đang đi học hả chị? Dạ bé đang đi học. Dạ. Cả nhà mình đi vô bên dạ. Trong ngồi đi. Dạ. Nhìn bé gái rất là dễ thương luôn cô chú chị. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ năm nay em 36 tuổi. Rồi con nay con mấy tuổi rồi? Dạ con 13 tuổi. Con con. Dạ, dạ con 9 tuổi. Anh của con mấy tuổi? Dạ anh con 14 tuổi. Chị thì lúc mà chị có liên lạc với em là hoàn cảnh mình sao chị? Dạ hoàn cảnh em khó khăn đó tại vì một mình em nuôi đó 4 đứa con nên không có đủ điều kiện để nuôi mà cho bé nghỉ học thì em thấy tội quá. Dạ. Em không có điều kiện lo cho bé nữa. Em nhờ cô chú giúp đỡ cho mấy bé đi học nè. Dạ. Sau này nó có cái lo cho bản thân nữa. Dạ. Sao bé tới giờ ngủ sao chị? Chị định đưa bé giọng ngủ đi chị. Trời ơi. Tới giờ ngủ hả? Em mà xin mời chị là chia sẻ lại cái cuộc sống của chị. Chồng em thì bỏ em hồi lâu rồi. Dạ. Có ổng có gã khác á. Và nghe lời ba mẹ cái không có lo làm, không có ngó ngàng với con cái hết trơn á. Rồi em mới về đây sống. Sống rồi giờ tiền bạc không có, không có đủ tiền không. Một mình em nuôi 4 đứa, nuôi không có đủ điều kiện mà cho bé ăn học á. Dạ. Ổng không có gửi tiền, gửi gì về hết. Dạ. Từ ngày mà chồng của chị bỏ chị á, bỏ lại mấy người con tới giờ cũng không có phụ tiền chị để nuôi mấy nhỏ luôn dạ, hả? Dạ không, không có. Bỏ chị tới giờ là dạ. Bao nhiêu năm rồi chị? Cũng 6-7 năm rồi đó. Dạ. 6-7 năm nay là chị vừa làm vừa nuôi mấy đứa nhỏ dạ. Học tới giờ luôn ha. Dạ. Rồi mà em thấy là sao mà chị không cố gắng chị ở với chồng chị để nuôi mấy nhỏ lớn hơn xíu chị ha? Tại vì ổng có ghệ á. Dạ. Ra ổng không có ngó ngàng gì tới em nên em sống không có được.
À, cũng như là không có thương chị hả? Dạ đúng rồi, không có thương, không có lo làm. Nói chung mà lo cho cái người kia không à. Dạ. Còn bỏ mấy mẹ con em rồi lông rồi lóc vậy. Ừ. Chồng chị về có la chị gì không? Thì có nói này nói kia thôi, chứ còn nếu giờ đánh đập thì không có. Dạ. Dạ, cái nào ấy thì em có thì em nói. Dạ. Đánh đập thì không có. Dạ. Nhưng mà tiền bạc thì ổng không có cho, không có lo được cho con được cái gì hết á. Chị sống với anh á là tiền bạc của chị là đưa anh hết hả? Ổng cũng không có đưa cho em, mà mạnh người nào người nấy làm mà tự lo cho bản thân vậy đó. Nhưng mà chị phải dùng tiền của chị để nuôi mấy nhỏ. Dạ đúng rồi. Còn chồng của chị là chỉ về cơm nước của chị nấu cho chị ăn thôi. Dạ. Còn tiền đó thì chồng chị xài cho cá nhân hả? Dạ. Rồi sao chị biết rồi chị buồn hả? Dạ em buồn quá nên em bỏ về bên mẹ đẻ. Khoảng thời gian đó rồi chồng của chị có qua năn nỉ chị không? Dạ không. Tại vì ổng có người khác rồi, ổng đâu có thương mấy mẹ con em nữa. Dạ. Nhưng mà trước đó sao mà chị biết chồng chị có người khác? Dạ tại vì thấy nhắn tin rồi lúc mà ra tò đó, là vừa ra tò thì đã cưới vợ rồi, là biết là ổng có rể mới rồi, có vợ khác rồi. À, lúc mà ra tò dạ. Là chồng chị có vợ rồi luôn ha? Dạ, có vợ luôn rồi. Rồi xong rồi cả hai bên mới ký giấy? Dạ, ký giấy. À. Nhưng mà trước đó thì chị cũng đã biết rồi đúng không? Dạ, em đã biết là có người khác rồi. Dạ, bé nhỏ này sao này là sao dạ. Chị? Dạ, bé nhỏ này là em gặp ông sao. Dạ. Dạ, gặp ông sao mà ông sao cũng, bây giờ cũng không có ngó ngàng tới luôn. Dạ. Dạ, từ đi bỏ hồi lúc mà một tháng mấy tới giờ. Là sanh bé được tháng mấy tới giờ luôn. Dạ. Giờ bé gần tuổi rồi. Dạ. Rồi dạ. Ông sao là bỏ hẳn luôn hả? Dạ. Tại vì ông sao không có cưới hỏi gì hết. Dạ. Dạ. À, chị thì có ba người con thì chị dạ. Cũng đổ vỡ. Dạ. Vậy rồi sao mà chị lại quyết định tìm một người nữa để mà tìm hạnh phúc đó chị? Dạ tại vì em thấy nghĩ là em quen một người đi rồi đặng lo cho cuộc sống mấy mẹ con em cho nó đỡ khổ một chút xíu. Dạ ai ngờ gặp ông này cũng không có sanh đứa con gái này rồi, cũng không có lo được cho mấy mẹ con gì hết mà càng thêm khổ thêm nữa. Chị thì cũng mong là tìm được một người đàn ông nữa để mà chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chị đúng không? Dạ. Nhưng mà trong cuộc sống thì không như chị nghĩ. Dạ. Chị lại bị tiếp tục giống như lần đầu. Dạ. Thật sự thì trong cuộc sống rất là nhiều người cũng cần có một người để mà chia sẻ cái niềm vui, dạ. Cái nỗi buồn. Rồi có nhiều người người ta là đổ vỡ thì người ta chấp nhận sống cuộc sống đó để nuôi con. Nhưng mà trong xã hội thì không ai giống ai hết á. Dạ. Mỗi người có một cái suy nghĩ. Nên là chị là một trường hợp là cũng mong là tìm được hạnh phúc để bù lại những ngày trước đó. Dạ. Vì con gái thì ai cũng mong là tìm hạnh phúc á. Khi mà em mà đưa clip lên á thì chắc chắn là có nhiều cô chú anh chị sẽ hỏi là tại sao mà có ba người con vậy không gán nuôi con. Dạ. Thì nãy giờ thì em cũng nói vậy thì chị có thể là cái nỗi lòng của chị không? Dạ. Tại vì em á hồi đó thì em khổ với chồng trước, em quá nhiều rồi. Dạ. Rồi em suy nghĩ một mình em thì nuôi tới ba đứa con thì em muốn là có gặp người sao để lo lắng cho cuộc sống cho ba đứa con em nó đầy đủ một chút xíu. Ai ngờ gặp ông này thì cũng không có lo được cái gì cho mấy mẹ con em hết, còn làm khổ em thêm nữa. Yeah. Mẹ nhỏ này thì nó còn quá nhỏ, mới có mười mấy tháng rồi. Chị ẵm em đi chị, chị ẵm bé đi. Con nghỉ học rồi hả? Dạ. Bé này cũng nghỉ học luôn hả chị? Dạ. Trong nhà là hiện tại là còn bao nhiêu đứa đi học chị? Dạ một đứa à. Dạ. Nếu lớn là bên xã người ta lo cho đi học á. Dạ.
Vậy là cả ba bé là đều nghỉ học hết một năm. Dạ. Nhưng mà bé lớn thì bên xã lo được một bé rồi. Dạ. Còn hai bé còn lại chưa lo được hả? Dạ, chưa được. Ừ. Con năm rồi con học lớp mấy? Dạ, năm rồi con học lớp 6. Ừ. Con có mơ ước đi học lại không? Dạ, muốn. Con muốn làm sao con nói với các ông bà cô chú nghe đi. Rồi biết đâu ông bà cô chú thương rồi giúp cho các anh em của con cũng như giúp cho mẹ con. Dạ, con muốn cô chú giúp cho mấy con đi học lại được. Ừ. Để mấy con được học. Để sau này có thể giúp mẹ ha. Dạ. Rồi từ ngày mà con nghe mẹ con nói ba con bỏ con vậy, trong lòng con có buồn dữ không? Dạ, cũng có. Con có giận ba con không? Nhưng mà sao giận ba? Đi bỏ mấy con. Ừ, nếu mà lúc con đi học á mà con vô tình gặp ba trước mặt thì lúc đó thì con có muốn nói gì với ba không? Không. Tại sao con không nói? Có cơ hội mà. Con không biết nói gì hả? Nhưng mà con chỉ biết buồn thôi. Nhưng mà con chỉ thấy buồn thôi hả? Nhìn mấy bé này rất là sáng sủa luôn cô chú anh chị. À, con học năm rồi giỏi không? Dạ khá. Con học lỗi khá ha. Bé học lớp 6 một đội khá là cũng được lắm á cô chú chị. Còn bé nè, con là tên gì chú quên rồi? Dạ con tên Trang Anh ạ. À, Trang Anh là năm nay Trang Anh học lớp mấy? Dạ năm nay con lên lớp 4. Lớp 4 nếu mà đi học lại là học lớp mấy? Dạ học lớp 4 lại ạ. Lớp 4 lại à. Bây giờ là con mơ ước làm sao? Dạ con cô chú giúp cho mẹ con để có tiền nuôi tụi con ăn học. Ừ. Con ước mơ làm sao? Con nói cho ông bà cô chú nghe đi. Con muốn ước mơ học tới lớp 7 là được rồi. Làm sao học tới lớp 7 là được? Dạ con phụ mẹ con bán ạ. Là con phụ mẹ làm cái gì? Dạ phụ bưng nước bưng gì chút. Phụ bán mẹ. À con học tới lớp 7 là được rồi hả? Dạ. Rất là thương luôn cô chú anh chị. Từ hồi nãy giờ thì con ngồi đây con cũng nghe mẹ con nói là ba con bỏ vậy đó. Rồi trong lòng con giờ con suy nghĩ ba là như thế nào? Dạ con thấy buồn. Ba. Thấy buồn sao? Dạ con thấy buồn ba bỏ của con ạ. Ừ. Rồi con có giận ba không? Con. Rồi nếu mà một ngày nào đó con đi bán cái gì hoặc là con đi học á, con gặp ba trên đường thì con có muốn nói gì với ba không? Dạ. Tại sao? Dạ tại ba đi bỏ con từ nhỏ. Nhưng mà con gặp con cũng không có muốn hỏi ba tại sao ba bỏ con hay sao? Thì con không biết hả? Thì bé cũng còn nhỏ lắm cô chú anh chị. Con ở nhà con thường phụ mẹ gì con kể chú nghe đi. Dạ con ẵm em rồi đưa em. À. Rồi có biết nấu cơm biết rửa chén chưa? Dạ có. Con làm luôn hả? Cũng giỏi quá ha. Rồi con có phụ mẹ làm cái gì? Dạ thường hay giặt đồ rửa chén nấu cơm. Ừ. Mấy anh em ai cũng biết làm hết hả con? Dạ. Rồi giỏi quá vậy. Nhìn mấy bé rất là dễ thương luôn cô chú chị. Các bé là bé nào cũng rất là sáng sủa mà bây giờ mà không cho các bé đi học á thì rất là tội nghiệp luôn á. Thầy ơi, con muốn đi học gì lắm hả? Con học được loại gì con gái? Dạ giỏi ạ. Học loại giỏi luôn hả? Học sinh giỏi luôn mà nghỉ học. Trời ơi, chắc tiếc lắm hả con? Tại vì chú thấy con rất là sáng sủa, rất là dễ thương luôn á. Nếu mà dùng từ rất là xinh luôn á. Rồi từ lúc nghỉ học giờ cô mà có kêu con đi học lại không? Có. Thì cô kêu cô nói làm sao? Cô nói là đi học lại đi. Ừ. Em cũng học giỏi mà. Cái con nói là nhà con không có đủ điều kiện cho nên nghỉ học một năm ạ. Trời ơi, nó thương quá vậy. Rồi năm nay là tính đi học lại mà mẹ con cũng không có tiền hả? Chị tính là trong năm nay là sẽ cho hai bé này đi học lại. Dạ, cho hai bé đi học lại. Rồi cuối cùng em không có đủ điều kiện mà để em cho lo cho mấy đứa nhỏ đi học. Dạ. Yeah. À, thường ngày là chị làm công việc gì chị? À, em làm bên lột tôm á. À, mình làm mình đi vô xưởng mình lột con vỏ tôm á ha. Vỏ tôm á. Dạ. Yeah. Mình làm dưới quê thì cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Đâu có nhiêu tiền đâu, nhiều khi 70-80 trở xuống à. Yeah. Rồi nuôi mấy đứa nhỏ lớp tiền bé nhỏ bệnh. Rồi bé này bị xiển nữa, tiền thuốc men tùm lum hết nên em không có đủ điều kiện mà để cho mấy đứa nhỏ nó đi học lại. Dạ. Cho mấy đứa nhỏ nghỉ thấy tội lắm. Dạ.
Nhìn mấy bé rất là dễ thương, mà bé nào bé nấy cũng sáng sủa và rất là ngoan luôn á. Nghỉ học thật sự rất là tiếc luôn á cô chú anh chị. Con là thường ngày là con xin mẹ, sao bây giờ con nhìn mẹ con xin lại cho chú nghe nè. Mẹ cho con xin đi học lại ạ. Thì lúc đó mẹ nói thì sao? Dạ, mẹ nói là mẹ không có đủ điều kiện cho con. Rồi lúc đó cái cảm xúc trong lòng con thấy như sao? Dạ, buồn. Buồn nhưng mà thấy mẹ cũng không có làm gì có tiền để giúp con hả? Dạ. Ừ, thương cái gì? Rồi mà cho bé nghỉ á. Cái em mới nói thôi, ráng đi để mẹ chừng nào mẹ có tiền này cho con đi học lại. Mà chỉ biết ngồi khóc thôi chứ không biết làm gì hết. Dạ. Yeah. À, chỉ biết khóc thôi. Dạ. Yeah. Chị nói mà chị có lẽ là cái tâm sự này lâu lắm rồi chị cũng không có nói cùng ai đúng không chị? Chị cũng gọi là muốn khóc rồi cô giống chị. Chị cũng muốn khóc rồi. Rất là tội nghiệp chị luôn á. Chị là một người phụ nữ mà em thấy chị rất là hiền, rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà trong cuộc sống này thì có lẽ là mình cũng không có biết trước được cái tương lai của mình nữa. Rồi giống như chị á, chị là mong là tìm được một người thương để có một cuộc sống. Nhưng mà cuối cùng thì đổ vỡ. Và nhiều năm trôi qua thì chị cũng là cố gắng làm. Chị cũng nghĩ là sẽ cố gắng làm để nuôi dạy mấy nhỏ cho lớn khôn thôi đúng không chị? Từ nãy giờ các con nghe mẹ nói vậy, các con nhớ thương mẹ nhiều nha. Gán, đừng có làm mẹ buồn, mẹ khóc nha. Rồi gán mình học đi, rồi học tới đâu hay tới đó. Thì chú cũng mong là chú quay clip này được ông bà giúp đỡ cho các con có tiền đi học. Thương bé gái này ghê luôn á. Bé gái là ước mơ chỉ học được tới lớp 7 thôi à. Dạ, để dành bưng bún. Bưng bún hả? Bưng bún là sao chị? Em chưa hiểu á. Tại vì em nói là mẹ ước gì có một số vốn nho nhỏ đặng bán bún nước lèo. Tại giữ ở nhà dưỡng bé nhỏ. Dạ. Bán bún nước lèo rồi cho bé này phụ. Tại vì có con nhỏ á. Dạ. Bán bún nước lèo ở đâu? Dạ, chỗ dễ hè ngay chỗ này nè. Dạ. Ở chỗ đường đi nè. Dạ, em thấy ở đây cũng vắng mà. Dạ, cũng vắng nhưng mà tại vì không có điều kiện để mướn mặt bằng á. Dạ. Nên là mình sẽ đẩy một cái xe ha. Dạ. Một cái xe. Dạ. Bán kiếm tiền ngày kiếm cũng 50-60 rồi cho mấy bé tiền đi học. Dạ. Nhưng mà sao con không ước mơ học tới đại học luôn? Sao vậy? Con có thể nói chú nghe không? Con không có đủ điều kiện nên con học tới lớp 7 rồi chú. À, thương vậy. Biết nhà không có điều kiện, mong ước tới lớp 7 thôi hả con? Lớp 7 thôi. Yeah. Nhiều khi tâm sự với em nó nằm, mẹ ơi con á, con gán học á. Con học chừng lớp 6, lớp 7 được rồi mẹ. Con phụ đi làm, phụ làm với mẹ. Thương cái gì? Dạ. Rồi con à, ước mơ học tới lớp mấy? Dạ, con lớp 4 gì. Vậy hả? Rồi lớn lên có định là ước mơ làm gì phụ mẹ không? Con không biết. Không biết hả? Con học giỏi quá mà sao không gắng cố gắng xin mẹ? Dạ, tại không có được thế nên làm sao con vô học lại. Rất là thương luôn á. Chị thì từ hồi nãy giờ chị cũng có chia sẻ ông của chị mà bỏ đi tới giờ là không có gửi tiền về. Mà chị ở quê mà chị làm mà nuôi được ba đứa nhỏ vừa ăn học. Thật sự là chị cũng rất là giỏi rồi đó. Làm một ngày nhiều khi làm ăn sản phẩm mà. Dạ. Một ngày nhiều khi 70-80 nhầm bữa, nhầm ngày. Vậy là tính ra một tháng mà để mà tính bình quân là một tháng chị được có 3 triệu đồng thôi à. Dạ, khoảng cỡ đó. Dạ. Rồi lớp nào tiền bé ăn, tiền bệnh, tiền thuốc men thứ hết nên thật sự là em kiệt sức luôn á. Em không có, em nói chung em không có đầu óc mà để em suy nghĩ mà em lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Tối á chị nằm xuống chị suy nghĩ là con của chị mà xin chị đi học vậy thì chắc chị cũng nằm trăn trở lắm hả chị? Dạ. Yeah. Em cũng buồn lắm, em không biết làm sao nữa. Nợ thì nói chung mà suy nghĩ không biết rồi. Mượn cho mấy đứa nhỏ, mượn nợ cho mấy đứa nhỏ đi học thì không có đủ điều kiện. Yeah. Rồi người ta thấy mình khổ thì người ta đâu có cho mình mượn đâu. Yeah. Mượn thì không đâu có tiền đâu mà để đóng lời cho người ta. Yeah. Đó, vậy người ta nói chung là người ta không có cho mình mượn tại vì thấy mình khổ. Mượn rồi tiền đâu mà trả cho người ta.
Dạ. Dạ. Thành ra thành cho bé nghỉ học hết. Dạ. Rồi thằng lớn là đỡ là bên xã cho mới học được năm nay. Dạ. Cũng mới mà bắt đầu vô học rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mới vô học á. Dạ. Khi em cũng buồn, em cũng không biết làm sao nữa. Dạ. Tại vì mình ở dưới quê thì dạ, cái công việc của mình nó thật sự là nếu mà mình có đi làm công ty mà đều đều thì dạ, còn đỡ, có thể là sống lay lắt được, mà một khi mà công việc mà không có thì thật sự là đa phần là bà con dưới quê mình là làm gì có 5-10 ngàn cũng là dạ, mừng lắm rồi, may mắn dạ, lắm rồi. Dạ. Có nhiều hoàn cảnh đó, chồng có, vợ có mà nuôi 1-2 đứa con mà công việc làm dạ, em thấy còn không có thể nào nuôi được luôn. Dạ. Còn chị đây thì một mình hiện tại là nuôi 4 đứa. Dạ, 4 đứa. Thì một đứa nhỏ nữa. Bé nhỏ bệnh hoài à. Dạ. Dạ, bệnh hoài luôn, sốt. Dạ. Bé là nói chung là bé nó bị không biết là nghe chỗ này nè, bé 11 tháng lên đi gan như là không biết bú hay là lên hạch gì. Mà tại vì em không có tiền mà đem bé đi khám á. Dạ. Ra em cũng không biết bé bị bệnh gì nữa. Dạ. Chị ơi, thì em cũng xin phép mà em hỏi thêm một cái vấn đề này nữa để cho cô chú chị biết ha. Dạ. Chị gặp người đàn ông đó rồi lúc đó cái người kia có hứa hẹn hay là nói gì để mà chị thương anh đó không? Dạ, em là tức là anh hỏi cái người sao đó hả? Đúng rồi chị. Dạ, thì cũng nói là thương anh mà để rồi anh lo cho mấy đứa nhỏ đi ăn học này kia nọ đó. Rồi em thấy vậy em cũng mừng. Ai ngờ cuối cuộc sanh có bé rồi ổng bỏ, ổng mới lo làm, không có lo làm, không có ngó ngàng gì tới giờ, đi biệt tâm tới bây giờ luôn. Giờ bé đi hồi bé được 1 tháng mấy. Giờ bé 11 tháng rồi. Dạ. Anh đó là biết được hoàn cảnh của chị cũng dạ, có 3 người con. Dạ. Rồi cũng là nói là thương chị vì thấy chị khó khăn nuôi mấy bé. Dạ. Rồi cũng chính từ câu nói đó mà chị cũng động lòng với dạ, cái câu nói của anh rồi chị thương luôn ha. Dạ. Em nghĩ là chắc anh này chắc cũng lo cho mấy bé ăn học này kia nọ thì em cũng đỡ phần nào. Rồi. Ai ngờ ổng cũng như vậy luôn, ổng cũng đi luôn. Dạ. Trong cuộc sống kể cả nam nữ thì ai cũng mong là có một cuộc sống, một hạnh phúc gia đình hết á. Rồi từ lúc mà cái người đó bỏ đi cũng không nói gì luôn hả chị? Dạ không, không có điện đài được luôn. Rồi người đó ở quê mình luôn hay sao? Dạ ở quê, ở Vĩnh Long. Dạ. Quen rồi chị có biết nhà không? Dạ không. Lỡ mà chị đi gặp cái người mà đã từng hứa hẹn chị thì chị có muốn nói gì với anh đó không? Dạ không, em nói chỉ là nói là coi nếu mà có ấy thì lo cho bé nhỏ là được rồi, để con em thì tự em lo. Dạ. Yeah. Tại vì bé nhỏ nó còn quá nhỏ, rồi một mình em thì em lo 4-5 đứa là thật sự em lo không có nổi. Dạ. Yeah. Dạ, thì con của ổng thì ổng cứ ổng lo, còn con em thì em tự em lo. Chị cũng mong là cái người cha của bé nhỏ thấy được thì sẽ hỗ trợ một phần sữa nào đó để cho yeah, chị bớt đi một phần khó khăn ha. Dạ. Chứ hiện tại giờ chị cũng không làm gì ra tiền mà sữa tả rồi đủ thứ luôn. Dạ. Bé nhỏ thì thật sự rất là cần rất là nhiều thứ luôn cô chú chị. Và bây giờ là chị nuôi thêm 3 đứa đang đi học nữa. Cũng nghe chị nói về cái việc học của mấy bé á chị. Dạ. Thì không biết là cái tiền học của các bé ở đây làm sao chị ha? Dạ, bé ở đây thì nói chung là thì đóng cũng không có nhiều đâu. Đóng thì 1 năm đóng 1 lần. Dạ. Dạ. Sách vở thì 1 năm mới mua 1 lần thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình cũng không có đủ điều kiện dạ, để mua. Em nói thật sự em không có đủ điều kiện mà để em đóng. Dạ. Em mua. Bé này thì 1 năm mua sách vở đóng tiền học nhiêu chị? Dạ, khoảng chắc 1 triệu mấy. Chỉ có 1 triệu mấy là đi học được dạ, hả? Dạ, 1 triệu mấy. Rồi tiền đóng này kia tùm lum hết trơn á. Thành ra em nói thiệt em thật sự đóng nào tiền gì mà quỹ tiền này tiền kia lặt vặt đó. Yeah. Mà em không có đủ điều kiện mà để cho nó đi học. Dạ. Yeah. Dạ. Như là tiền sách vở này kia nọ là khoảng 1 triệu mấy. Còn mấy cái tiền khác thì cũng một ít thôi. Nhưng mà bây giờ mình không có tính được. Dạ, em cũng không biết tính làm yeah, sao nữa.
Hiện tại là mình đang gặp khó khăn là tiền sách vở, tập sách đúng không? Dạ. Còn bé này cũng vậy luôn hả chị? Dạ. Còn trong nhà mình thì cũng có hộ nghèo quá. Dạ, có cận nghèo. Cận nghèo ha. Dạ. Rồi bây giờ chị còn tiền không? Dạ không, em hết trơn. Dạ. Rồi tới giờ là nghỉ làm lâu chưa? Dạ em nghỉ cũng gần hơn cái tháng nay rồi. Dạ. Dạ. Tại vì không có đồ làm á. Dạ. Có đồ thì em cũng đi làm rồi. Dạ. Rồi, thật sự em không có đồ làm. Dạ. Dạ, hàng hết hàng luôn rồi. Con ơi, nếu mà sau này mà có Mạnh Thường Quân giúp cho con á, dạ, có tiền mua tập sách đi học á, dạ, sáng ngày con đi học rồi con ăn uống làm sao? Dạ, thường thì con ăn cơm ở nhà. Con ăn cơm nguội ở nhà hả? Dạ không, mà mẹ nấu cơm cho con. À, là thường thường là mẹ nấu cơm, dạ, ở nhà cho con ăn. Dạ. Thường thường ở nhà ăn cơm, có khi nào ăn mì tôm không? Dạ cũng có. Cũng có ha. Vậy là thường thường là các bé ở đây là đều ăn cơm ở nhà đi học hả chị? Ăn cơm ở nhà thôi mà. Chứ không có tiền hả? Dạ không, không có tiền, tại vì bé đó 4 bé lần. Thành ra nấu cơm không ấy thì còn cơm nguội thì hấp cơm, có hộp mua hộp vịt chiên rồi cho mấy bé ăn rồi đi học. Dạ. Dạ. Thì con cũng ăn cơm ở nhà chung mấy em luôn ha. Dạ. Nước thì sao con? Dạ uống nước mưa. Uống nước mưa hả? Là nước mưa con đem theo hả? Dạ. Dễ thương cái gì? Bỏ vô ngưỡng chai, nướng chai gì đó rồi. Dạ. Rồi cho mấy bé đi theo. Dạ. Bữa nào thì có tiền thì cho bé vài ngàn bỏ túi, còn không có thì thôi. Dạ. Bây giờ là mình còn hai bé. Thì mỗi bé đi học là 1,5 triệu thôi đúng không? Dạ. Nếu mà bây giờ có 1,5 triệu là cho đi học được chứ chị? Dạ được. Được ha. Dạ. Dạ. Con bây giờ con nhớ trường nhiều không? Con nhớ thì sao? Con nói cho ông bà nghe đi. Con nhớ mấy bạn, nhớ thầy cô. Em xuống đây là thấy mấy bé rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Khi mà chị có nhắn tin em thì em chạy xuống liền luôn. Em cũng mong là lan tỏa clip này lên để được các cô chú ông bà giúp đỡ cho các bé đi học. Rồi con đi học rồi con có cái năng khiếu gì không? Có. Cần năng khiếu gì? Học giỏi toán ạ. Học giỏi toán hả? Chị có thường thường suy nghĩ mong mà các con học làm gì không? Em tại vì em cũng khó khăn, em không có suy nghĩ gì hết. Muốn cho bé nó học tới đâu hay tới đó. Dạ. Chứ cũng không có thường suy nghĩ là cho các con học tới đâu hả? Này, có suy nghĩ nhưng mà tại vì mình không có đủ điều kiện á, thành ra không có dám mơ ước. Dạ. Ước cho bé ráng học rồi đừng có lì, nghe lời ba mẹ, nghe lời ông bà là được rồi. Dạ. Rồi con ở nhà có lì không? Hỏi thiệt nha. Dạ, có lì. Có lì nhiều hay ít? Dạ. Bé rất là thiệt luôn cô chú chị, bé rất là dễ thương. Có sao trả lời vậy hả? Dạ, tại vì thật ra là con nít thì đa phần là ai cũng ngoan hết, nhưng mà lì chút xíu xíu ai cũng có hết á. Nếu mà nói là không có lì thì là không có đúng. Mình bé thật rất là dễ thương luôn, nói có sao nói vậy à. Có sao nói vậy à. Thì từ nãy giờ con nghe mẹ con nói thì con thương mẹ con thì sao? Dạ thương nhiều lắm đúng. Thương sao? Có thể nào con nói với mẹ không? Thương sao? Dạ tại mẹ con khổ nên con thương nhiều. Con thấy mẹ con khổ sao? Khổ rất nhiều luôn, nuôi tụi con ăn học nhưng mà mẹ không có tiền. Thì hồi nãy thì em nghe chị nói là định buôn bán gì chị? Em tính là nói là bán nước lèo, bán trong xóm này vòng vòng. Có nhà tại bé nó còn nhỏ á. Yeah. Bé nó bé bệnh hoài à, muốn ở nhà là bán buôn. Rồi vừa bán vừa chăm bé luôn á. Yeah. Bán nước lèo ngay chỗ đường đi nè. Yeah. Rồi bán rồi kiếm tiền nuôi cho mấy đứa ăn học. Nhưng mà chị mà từ hồi đó giờ chị có bán bao giờ chưa? Dạ có, trước đó là em bán rồi em thấy đi làm mới nhiều hơn ha. Nhiều hơn. Rồi nói chung là em làm đủ thứ hết, cái gì em cũng làm được hết á. Dạ, từ hồi xưa giờ làm những công việc gì chị? Em hồi đó thì em cũng đi lên Sài Gòn làm. Dạ. Và làm cái nhà cái bé này bị xỉn á, bệnh hoài à. Bà ngoại thì không có biết chạy xe, không có biết gì hết á. Bỏ nó không được cái về đặng đi làm gần ở đây nuôi bé. Bé nó bị xỉn á, nó mệt, nhiều khi nó mệt lúc nào cũng không hay. Bé nào xỉn chị? Bé này nè.
À, bé trai á hả? Bé trai có bị xỉn. Dạ. Rồi cái bây giờ cái làm đi vòng vòng làm lột tôm á. Kiếm cũng được 100.000, trăm mấy, nhiều khi 70-80 đó, làm thời vụ á, làm nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Rồi kỳ này thất nghiệp quá à. Vậy là chỉ làm thời vụ, khi nào nhiều hàng lắm người ta mới cho làm. Dạ đúng rồi. Chứ mình không làm được nhân viên chính thức hả? Dạ không. À, làm cái công việc thời vụ rất là bấp bênh cô chú anh chị. Có khi mình đang làm á, tới Tết, còn mấy ngày nữa Tết á, công ty người ta sẵn lòng cho nghỉ vì người ta không có muốn thưởng mình. Dạ, nên cho là, nghỉ luôn. Dạ, cái công việc thời vụ thật sự là nó rất là bấp bênh luôn á. Dạ. Nếu mà bây giờ mà có số tiền khoảng 1.000.000 là chị cho mấy bé đi học lại được chưa? Dạ, cho đi học lại. Dạ. Rồi cái việc mà ăn uống rồi đóng tiền ít ít đó thì từ từ mình gán nổi không? Dạ, để em chắc cũng em đi làm coi em ráng được thì em ráng. Dạ. Dạ. Giờ nếu mà có thì cũng gán cho mấy bé học ngày nào hay gì đó ha. Dạ. Đây là chỗ của mấy mẹ con sống. Ủa nhà của ai chị ha? À, nhà của ông ngoại ha. Thường là con học ở đâu? Dạ, thường con học ở đây, còn không con với cái bạn con ở xa con học. À. Thì tối con ngủ đâu? Dạ tối con ngủ ở đây ạ. À, con ngủ đó với mẹ con luôn nha. Dạ. Chơi vậy thôi á hả? À. Mấy bé rất là ngoan luôn cô chú chị. Con là giữ em thường ngày luôn hả? Dạ cũng lâu lâu mới giữ ạ. À, lúc đó tại vì con còn đi học ha. Dạ. Mà bây giờ chắc con ước mơ học dữ lắm hả? Từ bữa rồi thấy mấy bạn đi học rồi buồn dữ không? Đó. À. Nếu mà bây giờ mà con được đi học liền, cái cảm xúc bây giờ con sẽ nghĩ sao? Dạ vui. Vui hả? Bây giờ con xin ông bà giúp con đi. Thì con nói với ông bà đi, rồi ông bà thương bà giúp con. Dạ con muốn ông bà giúp cho con được đi học lại ạ. Hoàn cảnh con rất khó khăn, mẹ con thì cứ nuôi đi làm nuôi rồi con ăn học ạ. Nhà ba con đi bỏ con. Bây giờ con ước mơ dự nhiều dữ không? Nếu mà bây giờ mà chú nói chú giúp con đi học liền thì con thấy sao? Dạ thấy vui ạ. Rồi con muốn cảm ơn chú không? Có. Dạ. Yeah. Rất là thương luôn cô chú anh chị. Bé rất là thương luôn á, ước mơ dữ lắm luôn á. Trời ơi. Con gắng nha, để chú gắng đăng để cho ông bà thấy, biết được hoàn cảnh của con, ông bà giúp cho các con đi học nha. Dạ. Chứ bây giờ mà các con nghĩ thật sự rất là tiếc luôn á. Nếu mà chú sẽ gắng giúp cho tụi con để con đi học. Tại vì thật sự là các bé mà không được đi học thì sau này các bé không có tương lai nữa cô chú chị. Và biết đâu mình giúp được một bé đi học thì sau này á, bé có thể giúp được nhiều người trong cuộc sống. Các ông bà mà giúp con đi học chị đó, rồi sau này con học thành tài thì cái điều đầu tiên con làm, con định làm cái gì? Dạ con sẽ cảm ơn ông bà. Con giúp cho người đang con biết lên đi học giúp. Nếu mà sau này con đi học mà thành tài là con giúp cho mấy bạn giống như con hả? Thật sự thì nhìn bé thì rất là khát vọng đi học luôn á. Khát vọng dữ không con? Khát vọng bao nhiêu phần trăm? 90 thì ạ. 90 à? Thường vậy, sao không khát vọng 100%? Dạ, tại không có biết có người giúp con rồi. À, thương cái vậy. Tại con không biết có người giúp con không mà. Thương cái gì. Con cũng không biết là có ai giúp con không hả? Nhưng mà con có hy vọng không? Dạ có. Con hy vọng thì sao? Con hy vọng là các ông cứ về có giúp con ạ. Nếu mà ông bà không giúp được con buồn không? Có. Thương cái gì. Thôi giờ mai đi học luôn đi. Dạ. Mai đi học luôn đi. Hả? Dạ. Sao? Thiệt. Thiệt. Sao vậy? Hả? Dạ. Thôi mai đi học luôn đi. Dạ. Chịu không? Chịu. Tiền để đi học. Dạ. Mà nếu mà mai đi học luôn chịu không? Rồi ok ha.
Nhìn bé rất là dễ thương luôn cô chú chị. Khi mà nhắc tới đi học thì thật sự bé rất là khát khao được đi học luôn á. Rồi chú hỏi nè. Rồi từ lúc mà con biết mẹ con khó khăn vậy, rồi ba con thì bỏ con vậy á, thì tới lúc mà đi học con không được đi học á, có khi nào khóc không? Có. Lúc đó khóc làm sao? Khóc 2-3 lần. Lúc đó con suy nghĩ làm sao con khóc như vậy? Nghĩ là ba con đi bỏ con thì mẹ con không có tiền để nuôi tụi con đi học ạ. Rồi con tuổi thân hả? Thương á vậy. Nhưng mà ước mơ chỉ học tới lớp 7 thôi à? Dạ. Thật sự là chú rất thương con luôn á. Chú sẽ cố gắng giúp cho con đi học trước nha. Dạ. Mai đi học luôn đi. Dữ không? Chú giúp cho hai anh em đi học trước đi. Rồi mong là sẽ có ông bà cô chú giúp cho tụi con thêm ít tiền để sau này tụi con có tiền đóng học phí ha. Dạ. Con nghe con mừng dữ không? Dạ. Tiền của ông bà giúp con nha. Dạ. Rồi thương quá. Thôi con vô ngồi với mẹ đi. Vậy là mai đi học chịu không? Chịu. Thương. Thật sự rất là thương luôn cô chú anh chị. Tối nay là nghỉ ngủ á. Rồi tối nay ngủ được không con? Chị ơi. Dạ. Vậy là bây giờ là tiền học của bé là mình mua sách vở dưới này kia là khoảng 1,5 triệu hả chị? Dạ. Hai bé là khoảng 3 triệu ha. Dạ. Là có thể là mấy bé đi học là được ha. Dạ. Dạ. Dạ thì hôm nay em tới đây để mà em chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình, cũng như là có các mạnh thường quân có gửi em một ít tiền để khi mà tới gặp những hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì em chia sẻ để san sẻ phần nào giúp cho gia đình đó chị. Dạ. Thì có sư cô bên hội từ thiện đi viện Thiện Hội Hốc Châu. Dạ. Hỗ trợ cho mình là 2,5 triệu. Dạ. Cô Hằng ở bên Mỹ hỗ trợ cho mình là 2,5 triệu. Dạ. Thì tổng cộng là 5 triệu. Thì em cũng hy vọng là số tiền này á. Dạ. Thì chị giúp cho các con chị đi học sớm giùm em ha. Dạ. Dạ. Rồi có dịp thì em sẽ quay lại em thăm gia đình mình, thì lúc đó là chú thấy các con đi học ha. Dạ. Gửi gia đình mình là 5 triệu của chị xem rồi đóng tiền rồi mua tập sách cho mấy bé học nha chị nha. Dạ em cảm ơn cô chú. Dạ em cảm ơn sư cô với cô Hằng đã giúp cho mấy bé con của con đi học lại. Em cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi chị coi có thể là ngày mai chị đi mua tập sách cho mấy bé đi học dạ, ha. Dạ. Rồi bây giờ thì cái ước mơ con có tin đây là sự thật chưa? Dạ rồi ạ. Từ nãy giờ chú nói thì con cũng nghĩ là chưa được hả? Quá bất ngờ không con? Dạ. Thì cố gắng thì sao nè, con hứa với ông bà cố gắng thì sao? Dạ con hứa con sẽ cố gắng học hành chăm chị ạ. À, nghe được đi học phái rồi, đã không? Vậy là chiều nay chạy một vòng nói với bạn là mình ngày mốt đi học rồi bạn nhé. Vậy là chiều nay là con mà thông báo cô nha. Nói là có chú Mạnh Hùng Quân á xuống cho tiền đi học rồi. Dạ. Nhưng mà gái học giỏi nha. Dạ. Rồi vài hôm nữa chú xuống thăm rồi mặc đồ đi học cho chú xem nha. Dạ. Trời ơi. Đã rồi, mai mốt đi học cho chú đi học với. Được không? Được. Dạ em Nghĩa xin phép khép lại video tại đây. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Thì em cũng xin phép chị em về nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Con cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mấy mẹ con em, mấy mẹ con cho mấy bé được đi học lại. Em cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ con cảm ơn cô chú ạ. Cho Mạnh Thường Quân với ông bà đỡ cho được con đi được đi học lại ạ. Bây giờ con vui dữ không? Có. Nhìn là biết vui rồi mà. Con có muốn nói gì không con? Dạ con cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp cho mấy anh em con đi học lại. Con giờ là con nghe là chắc mấy anh em cũng vui lắm ha. Dạ, em cũng rất mong cô chú chị ủng hộ để mà chị có tiền lo cho các bé học à. Thật sự thì hoàn cảnh bây giờ rất là khó khăn luôn cô chú chị. Thôi em về chị nha. Dạ, chú về nha con. Dạ dạ.